Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình lại tiếp tục làm ra thao tác tiếp trên một cái ứng dụng mới, đó là Google Docs. Google Docs thì mình sử dụng rất nhiều trong cái công việc của mình, khi mà mình muốn là mình có một tài liệu và những cái người những partner của mình có thể, những người cộng tác với mình có thể chỉnh sửa này, xem này và cùng nhau thao tác trên một cái file đó, thì mình rất hay sử dụng Google Docs. Đấy là cái điểm mạnh của nó. Thế thì hôm nay mình sẽ tập phát triển những cái tính năng khác của nó. Mình sẽ nhắc lại những cái bước trong video nào mình cũng nói, đó là trước khi vào một cái ứng dụng gì đó của Google thì chắc chắn bắt buộc bạn phải có một cái tài khoản của Google. Và đây mình đã sử dụng tài khoản của em mình. Hoặc nếu mà bạn muốn thay đổi tài khoản Google, bạn có thể nhấn vào thêm một tài khoản khác. Thêm một tài khoản khác hoặc là có thể không. Và bây giờ mình sẽ làm sao để mình mở nó lên. Google Docs thì mình nó chính là tài liệu. Thì mình gọi là Google tài liệu đấy ạ. Mình sẽ nhấn vào dấu trống. Thì Google Docs là cái gì? Đầu tiên mình cảm thấy cái này nó quá quá nhỏ, mình không nhìn rõ được. Thế thì mình có cái tính năng đầu tiên, đó là zoom nó lên. Nó giống Word thôi, zoom lên. Nhưng nó khác Word một điểm, đó là đồng thời mình có thể gửi link này cho rất nhiều người và người ta cùng có thể thao tác với mình trên cái link này. Chứ Word gửi đi cái là mình không thể thao tác được nữa. Mà ví dụ người ta chỉnh sửa, người ta lại phải tạo một cái bản mới và gửi lại cho mình. Mình sẽ đổi tên nó, đổi tên giống đổi trong Google Sheet. Đó là mình nhấn vào cái tên thôi. Google Docs. Google Docs là gì? Google Docs chính là Google Document. Document. Ứng dụng tạo tài liệu của Google. Điểm mạnh của nó là gì? Có thể chia sẻ, mình sẽ có từ, mình có từ chia sẻ cho nhiều người cùng một thời điểm. Ok, mình có thể chia sẻ cho nhiều người cùng một thời điểm. Sau đó mình có thể lưu nó thành bản Word, lưu thành các định dạng khác nhau. Thao tác như là Word vậy. Chia sẻ trên một link và có thể một cái điểm ưu điểm nữa, đó là có thể thao tác offline, tức là mình không cần mạng. Và bây giờ mình sẽ thử 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 ví dụ bây giờ mình gửi link này cho một người, thì bây giờ mình sẽ có thể thao tác như sau. Đầu tiên đó là
Đầu tiên mình sẽ tạo dữ liệu trước. Thì đây, ví dụ cái phần trên này là mình đã nói về lý thuyết, và bây giờ mình sẽ bắt đầu vào thực hành luôn. Như nó hơi to một chút, mình sẽ giảm nhỏ lại đi. Mình sẽ tạo thông tin gì bây giờ? Mình sẽ mình đang nghĩ ra một cái nhiệm vụ để cho mọi người cùng vào đây hoàn thành, nhưng mà mình còn chưa nghĩ ra được, nên là chắc phải mất một chút thời gian. Chủ đề gì bây giờ được nhỉ?
Bây giờ mình sẽ có cách để gửi link đó cho cả nhóm. Đầu tiên đó là mình sẽ mở cái quyền truy cập này. Nó cũng giống như Google Sheet mình đã học trong buổi đầu tiên, đó là mình sẽ có đối tượng như sau: là người xem, người nhận xét hay là người chỉnh sửa. Thì ở đây mình sẽ chọn cho là người chỉnh sửa, tại vì những người khác trong nhóm của mình cần phải điền thông tin vào mà, thì nó sẽ bắt đầu từ người chỉnh sửa. Và chỗ này mình sẽ và chỗ đây mình sẽ ghi là bị hạn chế, tức là ví dụ mình gửi cho cái người trong nhóm của mình một cái link như thế này và người ta gửi cho một người khác thì người khác cũng không thể xem được. Thế nên mình sẽ chọn là bị hạn chế như thế này. Và bây giờ mình sẽ thêm Gmail của các bạn ở đó vào đây. Thì nó sẽ có nghĩa là chỉ có những người bạn này mới xem được cái file này và những người bạn đó không thể gửi cho người khác. Không thể mở cái quyền truy cập cho người khác được. Sau khi mình đã ví dụ mình đã gửi cho người này đi. Và bây giờ mình sẽ thử đăng nhập cái file đó xem là mình có thể vào được chưa. Bây giờ mình thấy đó là cái người mà mình đã nhận được file ấy, thì nếu mà số người truy cập ấy, thì người ta sẽ hiện lên ở đây, hiện lên cái avatar của cái tài khoản Google ở đây. Chẳng hạn như là mình muốn nhấp vào đây thì mình thấy là người này đang chỉnh sửa ở cái câu này. Ok, và nếu bây giờ người này thoát ra rồi, không còn ở trong file nữa thì nó sẽ mất đi cái biểu tượng trên. Ví dụ Minh Hiền Hoa sau khi được mình gửi lên và các bạn ấy đã thêm những cái nội dung như sau dưới này. Ví dụ mình muốn chỉnh sửa chẳng hạn, ví dụ phần của tại ví dụ mình đây là mình sẽ viết ở đây là ví dụ đây là những gì mà bạn Minh bạn ý viết thì mình thấy nó không hợp lý lắm, nhưng mình không sửa luôn tại vì mình biết đâu là vì bạn ấy chưa cung cấp đủ bằng chứng, chưa cung cấp đủ cái dữ liệu chẳng hạn. Mình nói là bổ sung thêm số liệu. Bổ sung thêm số liệu. Mình có thể nhận xét đây. Và sau khi mà bạn Minh xem rồi thì bạn ấy hoàn toàn có thể nhấn cái nút này để giải quyết, tức là sau khi bạn ấy sửa cái dữ liệu này rồi, bạn ấy hoàn toàn có thể nhấn cái nút này để giải quyết, tức là hoàn thành cái chỉnh sửa này.
Hoặc là mình có thể trên bảng. Nó thao tác như là Word vậy.
Bây giờ sau khi mình đã hoàn thành cái bài này, và bây giờ mình muốn cho nó đẹp hơn, chẳng hạn như là mình sẽ tô màu đi. Thông thường thì mình không nên tô màu như vậy, tại vì khi mà in ra thì mình sẽ in ở cái bản đen trắng, thế nên nếu mà tô màu thì nó cũng không có tác dụng nhiều lắm. Mình thấy nó bị sụt dần, nó sẽ kéo sang như thế này để cho nó hết. Hoặc là mình có cách nào trong trang như thế này. Ví dụ mình cảm thấy là mình bố trí chưa ổn thì mình có thể sắp xếp lại như sau. Mình có thể cân lên giữa tất cả xem nó có hợp lý không. Có vẻ như là cái cột 1, cột 2 thì hợp lý, nhưng mà hai cột sau thì không hợp lý lắm, thế nên mình sẽ sửa lại thành cái lề trái, à, hoặc là cái lề hai bên. Thông thường mình sẽ cắt lề hai bên với những đoạn văn bản mà không cho vào trong bảng. Mà cho vào trong bảng thì mình cũng không, thường mình sẽ cắt lề trái nhiều hơn. Ví dụ mình muốn giãn cách dòng nhiều hơn này, mình sẽ buông tất cả cái bảng này và mình nhấn vào giãn cách dòng. Thông thường cái giãn cách dòng chuẩn đó là 1,5 và cỡ chữ 13 đến 14, không chữ Times New Roman, nhưng mà chỗ này cũng không cần thiết. Mình sẽ xem một số tính năng khác xem nào. Ở đây có độ màu này, mình sẽ độ màu cho hai cái mục đầu tiên, ba cái mục đầu tiên. Ok, hoặc là công cụ nhập xóa định dạng tăng thử lề. Mình sẽ cố xem những cái tính năng khác nữa. Tệp này thì mình sẽ có tải xuống. Chẳng hạn mình muốn tải định dạng của Microsoft Word hay là PDF. Thông thường nó sẽ thường mình sẽ thường tải ở cái dạng Word là Docs hoặc là PDF. Cho phép sử dụng khi không có mạng. Cái này rất quan trọng này. Giống như là bây giờ mình ở trên năng mình trên đường chẳng hạn, ở trong xe ô tô chẳng hạn. Mình muốn bật file lên để chỉnh sửa nhưng mà mình không có mạng và mình vẫn có thể chỉnh sửa được. Đây là một cái điểm khác biệt hoàn toàn giữa Docs và vào Word. Đổi tên dễ dàng thôi. Di chuyển này. Xuất bản lên web. Khá là hay ho. Tiếp theo mình xem đến phần chỉnh sửa. Back lại này. Hoàn tác lại thao tác. Làm lại này, dán này, dán mà không áp dụng. Mình có thể chọn tất cả là Ctrl A, tìm và thay thế Ctrl H. Dán mà không áp dụng, định dạng Ctrl Shift P, cắt Ctrl X,
Okay. Mình có rất nhiều cái ở đây. Xem chế độ bố cục in hiển thị. Bây giờ mình thử xem bố cục in xem thế nào. Nó hơi bị dính một chút đúng không? Nó không ổn lắm. Đỡ một chút. Khi in ra thì cái phiếu của mình nó sẽ như thế này. Nó bị thừa một trang trắng. Mình sẽ nhấn xóa một cái là còn chỉ còn hai trang thôi. Và bây giờ mình sẽ nhấn thoát cửa sổ màn hình. Khi mình đang xem full màn hình này và bây giờ mình nhấn thoát nó, mình sẽ nhấn ESC escape, có nghĩa là thoát khỏi cái full màn hình đó. Xem này, chèn này, hình ảnh, bảng biểu, bản vẽ, biểu đồ, rất nhiều thứ. Kẻ đường ngang, chẳng hạn đây mình muốn kẻ đường ngang. Đã kẻ xong. Hay là bây giờ mình muốn thêm biểu đồ vào đây. Chèn biểu đồ. Mình sẽ chất cột đi. Và bây giờ mình sẽ chỉnh sửa cái số liệu này. Mở dữ liệu gốc. Ví dụ bây giờ mình sẽ chỉnh sửa là nhóm 1 thì mình đang nhảy nó đâu mất rồi. Đây đây đây. Trong giai đoạn 1 thì có 24, có thể 24 người chẳng hạn, 24 điểm. Thì bây giờ mình sẽ coi như tính điểm đi. Thì mình sẽ cho 30 điểm. Xong, hoặc là bây giờ mình sẽ thay đổi cái này, đó là tháng 1. Hay là quý 1 đi. Tiếp theo mình có quý 2. Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 mình sẽ Việt hóa nó đi. Mình chỉ cần kéo xuống là nó sẽ tự thay đổi cho mình. 35, ví dụ mình nhập 40, 50, 60 gì đó. Đây là doanh số. Ok, bây giờ mình sẽ hoàn thành nó. Mình vẫn thấy nó chưa 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 được hoàn thành cập nhật nào. Quý 1, quý 2 đúng không? Nhóm 1 thì quý 1 được tận quý 1 là được tầm độ khoảng 30 hoặc là hơn 30, gần bốn mấy đó. Nó rất là dễ. Tiếp theo mình xem còn gì nữa không. Ngày này, chú thích cuối trang này. Ví dụ như là trang 1, hoặc là mình ghi này vào đây, hoặc là 1 thôi, chỉ là trang 1, trang 2 thôi. Số trang hình M thì tự đặc biệt đường liên kết. Để không ổn lắm nên mình sẽ back lại. Việc back lại thì thà mình xóa luôn còn hơn. Và mình xóa luôn cái dấu trang này. Mình chưa cần đến nó. Văn bản thì mình lại có rất nhiều cái giãn cách dòng này, cột bao nhiêu này, đầu dòng đánh số này, nó chính là các cái thanh công cụ hàng ngang này thôi. Công cụ chính tạo bằng ngữ pháp.
Số từ bây giờ mình sẽ mình có một cái nữa đó, mình sẽ xem số từ Ctrl A tất cả văn bản lên. Mình sẽ Ctrl A tất cả văn bản. Sau đó mình vào công cụ và xem số từ. Ở đây của mình có là 271 từ. Tiếp theo lời trích dẫn. Nhập tài liệu ứng dụng nói. Tiện ích bổ sung, trợ giúp. À, và đôi khi nếu mà mình chia sẻ cái file này cho quá nhiều người và nó mình không biết ai đã chỉnh sửa file này thành một file lỗi thì mình sẽ mở chỉnh sửa lần cuối và mình khôi phục lại. Mình sẽ khôi phục lại đây. Đây là cái file lịch sử, đây là lịch sử mình chỉnh sửa ngày hôm nay. Nếu mình muốn khôi phục lại thì có hoàn toàn có thể. Chứ mình giống như Word là mình xóa đi cái là back back lại rất là khó. Cần một gì nữa không? Hoặc là để lưu xuống vừa nãy mình đã nói là lưu xuống thì mình sẽ vào phần tải xuống này. Hoặc là nếu mà mình muốn in chẳng hạn, đây mình hoàn toàn nhấn vào in Ctrl P là mình sẽ thể in được. Mình có thể hoàn toàn chèn biểu đồ cột, biểu đồ hình tròn vào đây. Mình sẽ xóa những cái này đi. Mình chỉ để lại cái biểu đồ của mình thôi, cái bảng của mình thôi. Mình sẽ xóa bỏ cái áo. Mình đấy là cái đường kẻ ngang thì phải. Đó. Ok. Và như mình nói đấy, mình sẽ chia sẻ file ở đây này. Và tất cả mọi người có thể vào đây để cùng thao tác. Ok, và đấy là phần cuối của video ngày hôm nay. Mong các bạn thấy nó hữu ích và nếu bạn có cùng trải nghiệm với mình trong cái việc sử dụng Google Docs thì đừng quên comment, và nếu mà bạn cảm thấy bạn có những cái bước mà làm nhanh hơn mình, làm tốt hơn mình thì mình rất mong được học hỏi từ các bạn rất nhiều để làm cho mình càng ngày càng cải thiện hơn, và cái kỹ năng văn phòng của mình, kỹ năng máy tính liên quan tới những thao tác với Google nó càng ngày càng tốt hơn. Thank you.